Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta tính xác suất trong quá trình kiểm tra nhân viên phát hiện ít nhất 3 bộ phận bị lỗi. Như vậy chúng ta sẽ có hai trường hợp. Ở đây chúng ta có 4 bộ phận nhưng mà có ít nhất 3 bộ phận bị lỗi. Thì trường hợp thứ nhất thì chúng ta có 3 bộ phận lỗi. Và trường hợp thứ hai đó chính là 4 bộ phận bị lỗi. Như vậy, trong trường hợp thứ nhất thì chúng ta sẽ có như sau. Như vậy, chúng ta sẽ có một trong bốn bộ phận không bị lỗi. Như vậy, giả sử chúng ta có cục như thế này. Thì chúng ta biết cục đầu tiên không bị lỗi thì chúng ta sẽ có 1 trừ 0,15. Đó nhân tất cả các số này lại. Và chúng ta cứ tiếp tục làm vậy cho đến số tiếp theo là số 0,13. Nhưng mà bộ phận thứ hai không bị lỗi. Tiếp tục, bộ phận thứ ba không bị lỗi. Và cái cuối cùng, bộ phận thứ tư không bị lỗi. Đây là trường hợp thứ nhất. Qua trường hợp thứ hai, cả bốn bộ phận đều bị lỗi thì chúng ta sẽ nhân vào hết tất cả các số luôn. Và chúng ta tổng cộng hai cái số này lại và chúng ta ra kết quả cuối cùng. Và đây chính là kết quả.